chào cả nhà. Xin chào. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Khoai Tây xin chào ông bà cô chú nè. Con nói đi. Khoai Tây xin chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Khoai Tây dùng tay lại ăn bà cô chú. Đó. Khoai Tây nhìn vô camera mới gió bà cô chú. Khoai Tây đá luôn nha. Giỏi lắm bà cô chú ơi. Cầm ha, Khoai Tây cầm nè. Gia đình Khoai Tây đang trên đường đi ra quán Việt Nam để mà ăn tối. Hỏi ba Khoai Tây là mình có thể ăn quán khác, quán Đức chẳng hạn. Ba Khoai Tây nói ba Khoai Tây thích ăn quán Việt Nam hơn, vừa ngon mà vừa rẻ. Chứ anh thích hơn, với lại anh cũng quen khẩu vị Việt Nam rồi. Ăn đồ má Khoai Tây nấu là 6 năm rồi mà cô chú, cho nên thành ra bây giờ quen rồi. Trong 6 năm đó là một tuần thì chỉ anh ăn chỉ buổi tối thôi. Một tuần là hết là 4 năm bữa tiếng đồ ăn Việt rồi. Papa nhìn qua chút. Ôi đời lát cho chút phiền kinh vô rồi. Chị bé. Lúc trước ôm Khoai Tây á, thời gian dài không sao, mà bây giờ ôm xíu là mỏi tay rồi. Không biết là Khoai Tây nặng hơn hay là do là má Khoai Tây yếu nữa. Nhưng mà mấy bữa giờ luôn ôm xíu là đâm mỏi tay. Chắc là Khoai Tây nặng hơn á. Đó cả tập hình. Rất hình. Dạ không? Dạ. Anh nghĩ sẽ tốt thì vậy mà trump nhiều hơn. Ok không. Anh trump mà anh phải. À, bây giờ. Du kannst sie Kartoffeln lernen. Rot. Rot. Stop. Rot. Stop. Grün. Gehen. Phải vậy, như vậy mà ba Khoai Tây thường là anh không có suy nghĩ tới á. Phải chỉ một xíu vậy. Mà nhiều khi bản thân má Khoai Tây cũng nhiều khi cũng có những cái nhỏ nhặt mình cũng không có nghĩ tới. Mà nhờ đọc comment của mọi người á, thì mình mới để ý tới là cái đó là phải nhắc nhở Khoai Tây, phải dạy Khoai Tây. Thật ra nhiều quá mình không có nghĩ tới. Nhiều khi á, má Khoai Tây không có thời gian trả lời comment. Tại mỗi lần mà trả lời comment nó tốt cũng nhiều thời gian lắm, tại mình muốn là mình khi mình trả lời là mình trả lời bằng cái tâm của mình, là mình đọc comment, mình nhớ lại những cái chuyện vừa qua rồi mình trả lời mọi người, chứ không có muốn là trả lời qua loa, hiểu không vậy? Cho nên mỗi lần mà trả lời comment là tốn nhiều thời gian, cho nên đôi khi là không có thời gian trả lời bình luận của mọi người, nhưng má Khoai Tây vẫn đọc hết. Đọc thì nó nhanh hơn là trả lời rồi, tại vì trả lời là mình phải suy nghĩ trả lời sao, rồi mình còn phải ghi rồi này hả nhỉ. Nhưng mà má Khoai Tây lúc nào cũng đọc bình luận của mọi người hết. Và nếu mà mình cảm thấy cái nào đó phù hợp đó, thì mình sẽ làm theo những gì đó. Tại có những cái bình luận rất là hữu ích ha, mà trong cuộc sống nhiều khi mình không có nghĩ tới, hoặc là mình chưa có kinh nghiệm, hoặc là mình không biết là cái điều đó. Cho nên nhiều khi má Khoai Tây thấy làm YouTube rồi cũng vui lắm. Thì bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều cái bình luận tiêu cực, nhưng mà mình cố gắng bỏ qua. Tại vì nhân vô thập toàn mà, đâu có ai mà hoàn thiện ha, không ai toàn diện hết. Đó là chuyện bình thường, má Khoai Tây cũng hiểu mình cũng không có hoàn thiện hết mà. Đặc biệt mama ôm hả? Ba đẩy xe đẩy. Ba ôm được. Sao ba ôm được mà? Ba đẩy xe đẩy. Ba đẩy xe đẩy.
có thể rõ đâu. Thì hãy cái xác cho bà ba thì xích mình vào bà gần. Lịp xin mình vào anh. Bà ba xích cả thuộc. Bà ba xích cả thuộc. Kinh đẹp bà gần. À bà cả thuộc phần xích xích vi á. Vậy phải quán Việt Nam rồi. Hôm nay quán có bạn ở ngoài. Hello em. À meo meo. Ồ. Khói bụi ha. À, ta sao mà nói gì? Chà đã ha. Có tivi mới. Ai, có bán thêm món mới ha. Món thổ nè, döner kebab mà. Ôi 95. Ê ta ta cái này là ổ đó. Ok. Gì gì đây ta? Ta ha. À má ngồi đây hả? Cảm ơn con, má ngồi đây. Ừ, cũng mama. Thêm gì? Má thêm cơm hả? À, muốn ăn cơm rồi. Má đi xin miếng cơm cho khoai tây nha. Ừ. Trời ơi, đòi chén hết á. Đòi chén. Beans rice. Hôm nay quán đông lắm cho nên hai chú bận ơi là bận má khoai tây xin miếng cơm cho khoai tây để tự vô lấy luôn. Tại vì trễ. Chờ đông quá. Là khoai tây đói bụng, khoai tây đòi ăn cơm. Mà chưa chịu ăn đâu, vẫn còn đi chơi với ba kìa. Món của ba khoai tây. Udon xào. Còn má khoai tây ăn phở. Để xa khoai tây ra. Thì xin mời cả nhà cùng ăn phở với lại má khoai tây nha. Ăn udon xào với ba khoai tây nha ông bà cô chú ơi. Ăn phở nè cả nhà ơi. Phở vì udon á lạ nhà này, 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 nhà
Mang phở
Con ngồi xuống đi con ngồi xuống rồi con ơi. Ngồi xuống đi con, ra với cái nĩa. Một số ăn mì của mình. Các bạn cao quá. Guys, have a good talk. Our guys need to go to and visit our essence. Come on. Trời ơi. Tại người ta bận mà. Các bạn, put cà chua phê, put cà chua phê. Chào. Chị có vẻ thích em bé ghê luôn. Phải mỗi lần mà gặp lần trước gặp em cũng vậy, rất là thân thiện. Lần này gặp em cũng rất là thân thiện luôn. Mà em còn nhát quá chị à. Em còn nhát. Em còn nhát quá. Sao con? À mama nè, chị đâu? À, mama ôm hả? Sợ chị cơ, mama ôm liền à. Sao chị mà? Hả? Ừ. Nó nhát á. Nó chưa có đi học hả nhát. Sao con? Chị đâu? Chị đâu? Á, à, chú chị kìa, chị xinh ghê. Nói chị là tới ôm. Á, dưa. Dâu tay. Dâu tay. Ở đây nè, sờ mặt chị cái nè. Sờ mặt chị nè. Đó. Cho chị cưng ghen luôn. Chị ơi chị cưng quá đi chơi. Đó thấy không? Thấy ôm chị cái nè. Không nha. Hay là cầm tay chị miếng. Sao vậy? Chơi với chị đi. Má ôm. À mama ôm. Thế sao con không chơi với chị hả? Ừ. Trời ơi. Chị nhìn
chị gặp em chị cười, chị vui, mà em thì kỳ. Bé thân thiện dễ sợ luôn á. À thôi, rồi em sợ em đi về luôn. À, chị ha. Ok, bye bye em nha. À, bye bye em, chị về. Đây thôi. Hai tay không chơi với chị à. Ừ. Cái tay bắt tay chị nè, high five chị, high five. Không không, dì qua ba ba đi. Mama. Trời ơi, dì cưng. Con tên gì? Hả? Con tên gì? À, coi tay. Em biết trả lời là em cho coi tay đó, chị trả lời đi. She has ancestors global muskin the key. Kin kin garden kin dance besa. Nha. À bác sĩ. À. Dâu tây. Dâu đúng rồi, dâu tây đó. À bác sĩ, she lacks the immunity baby trophin. Ừ, đúng rồi. Môi của chị đâu? Đâu miệng của chị đâu? À đúng rồi chị đó. Nó chị nặng heo. Con lạnh hả? Con có lạnh không? Hả? Con có lạnh không? Bist du kalt? Ủa em ơi, bé có lạnh không mà sao chị thấy nó rung ghê? Con có lạnh không? Hả? À, à vô vô con vô thấy thấy nó rung, vô ba đi con. Lạnh đó con à. Nó rung. Thấy chị thấy nó rung quá. Lạnh à? À chị nghĩ chắc là lạnh á. Rồi, vào đây nha. À à thôi bye bye nè. Bye bye. Bye bye con. Khoai tây bye bye chị. À bye bye chị, khoai tây bye bye chị về. Con ơi vô lạnh con à. Đi vô với ba đi lạnh đó con à. Chơi đây. Ừ, khoai tây chơi nhạc á hả? Đã không? Ta có đứng lên nhảy con, đứng lên nhảy nè. Ừ, đứng lên nhảy, đứng lên luôn, đứng lên nhảy luôn. Ừ. Oh, sie weiß, das richtig, da, schau mal, wie richtig wir noch. Ba ba bảy đi, ba bảy khoai tây. Ba bảy. Ừ. Nà. Không có chơi gì con hư á con à. Con chơi đàng hoàng, cẩn thận lại, đây là đèn á, mình bấm chứ không phải là để vỗ gì con à. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại.